Xin kính chào quý khán giả của chương trình Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị và các bạn, việc đưa các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tạo ra những sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đang trở thành xu hướng tất yếu, giúp sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc. Mới đây, một công ty sản xuất thực phẩm của Israel đã cho ra mắt một cỗ máy khổng lồ sử dụng công nghệ in 3D để sản xuất các loại thịt khác nhau có nguồn gốc từ thực vật, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người về các sản phẩm ăn chay. Công ty khởi nghiệp Brother Prime Meat có trụ sở tại Rehovot, miền trung Israel cho biết, loại máy in thịt 3D này được thiết kế để sử dụng cho mục đích thương mại và có khả năng sản xuất hơn 10 tấn mỗi ngày. Cỗ máy có giao diện màn hình cảm ứng, cho phép lựa chọn các lát thịt khác nhau với độ mềm, vân thịt và lượng mỡ mong muốn. Chỉ cần đợi 15 đến 20 phút, máy đã có thể bắt đầu in thịt theo từng lớp. Mỗi đợt in sẽ tạo ra 3 đến 4 tấm thịt khác nhau, sau đó có thể được thái thành những miếng đơn lẻ. Các sản phẩm được làm từ sự kết hợp của protein đậu, đậu nành, củ dền và chất béo từ dừa với hàm lượng protein cao, không có cholesterol. Loại thịt này cũng có hình dáng, cảm giác nấu và hương vị giống như thịt thật. Sự thành công này giúp cho công ty Brother Prime Meat vượt qua những hãng sản xuất thịt chay truyền thống khác, vốn chỉ có khả năng tạo ra các sản phẩm thịt chay ở dạng băm nhỏ. Dòng sản phẩm của Brother Prime Meat được gọi là New Meat, hiện có các loại thịt miếng, bánh mì kẹp thịt, xúc xích, thịt cừu nướng và thịt bò. Công ty này cũng hy vọng sẽ trở thành công ty thịt nhân tạo lớn nhất thế giới bằng cách cung cấp thịt miếng giống như thịt bò thật. Trong 2 năm qua, chúng tôi đã nghiên cứu chuyên sâu về thịt và điều gì làm cho thịt trở nên thú vị. Chúng tôi đã xác định một số thành phần mà chúng tôi có thể tái tạo từ thực vật và có hiệu suất chính xác giống như mô của thịt động vật với sự kết hợp của các phụ gia, mang lại cảm giác giống như bạn được thưởng thức miếng bít tết bò ngon mà không sử dụng thịt động vật. Các món ăn được chế biến từ các sản phẩm này hiện đã có mặt tại một số nhà hàng cao cấp ở châu Âu như Anh, Hà Lan, Pháp và Đức với giá khoảng 40 đô la Mỹ 1 kg. Còn tại Israel, các món ăn với các sản phẩm của Brother Prime Meat được bán ở khoảng 150 nhà hàng và cơ sở, bao gồm Coffee Bar và Hotel Montefiore ở thủ đô Tel Aviv. Được các doanh nhân Ezra Ben Shitrit và Adam Lahav thành lập, Brother Prime Meat đã sản xuất món bít tết làm từ thực vật in 3D đầu tiên vào năm 2018. Công ty cho biết, công nghệ sản xuất kỹ thuật số quy mô công nghiệp của họ đã được cấp bằng sáng chế. Brother Prime Meat sử dụng máy in 3D và mực để in miếng bít tết. Công ty cũng đặt ra mục tiêu bán máy in và hộp mực cho các nhà phân phối thịt trên toàn thế giới trong tương lai. Những khách hàng này sẽ in và phân phối thịt sau khi được sản xuất mà không cần phải vận chuyển hay lưu trữ quá lâu. Với vị trí địa lý nằm ở phía đông bán đảo Ả Rập, bên bờ vịnh Persia và vịnh Oman, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE có khí hậu khô nóng với 90% diện tích là sa mạc, thường phải nhập khẩu từ 80 đến 90% lương thực. Để đảm bảo sản xuất nông nghiệp, giảm bớt phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực, UAE đã áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, trong đó có công nghệ đất sét nano dạng lỏng, biến sa mạc khô khằn trở nên màu mỡ. Sau 12 năm nghiên cứu phương pháp xử lý cát bằng công nghệ đất sét nano dạng lỏng LNC, các nhà nghiên cứu của công ty Desert Control đã tiến hành các thí nghiệm tại vùng đất khô cằn của thành phố Anen nằm ở phía đông của tiểu vương quốc Abu Dhabi. Đất sét nano dạng lỏng được làm từ hạt đất sét siêu nhỏ trộn với nước. Nếu trộn cát với loại đất này, người ta có thể trồng bất cứ loại cây gì và loại đất mới có thể giảm tới 47% lượng nước tiêu thụ. Bạn có thể thấy chiếc bình này là loại đất chưa được xử lý. Khi đổ nước trên bề mặt, nước ngấm nhanh vào cát. Còn chiếc bình thứ hai là loại cát đã được xử lý bằng công nghệ đất sét nano lỏng. Tôi đổ nước vào. Bạn thấy nước ngấm vào đất lâu hơn nhiều. Những người nông dân vùng sa mạc canh tác rất khó khăn vì nước khan hiếm. Hơn nữa, cây trồng ở đây tiêu tốn lượng nước gấp 3 lần so với khi trồng ở điều kiện thông thường. Nhưng với công nghệ này, khó khăn của họ phần nào được khắc phục. Cát có trọng lượng nhẹ và không kết dính với nhau. Nhưng khi chúng ta trộn cát với đất sét nano lỏng, sẽ làm các hạt cát gắn kết với nhau, tạo ra loại đất có khả năng giữ nước và chất dinh dưỡng. Nhờ đó ta có thể tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp. Thực tế là các loại cây cần rất nhiều nước.
giảm lượng nước tiêu thụ ở những vùng sa mạc sẽ tạo ra một động lực lớn trong việc phát triển ngành nông nghiệp. Nhờ đó, chúng tôi có thể tăng năng suất của cây trồng, duy trì vùng đất trồng trọt, giúp cho ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp được xem là một giải pháp quan trọng cho các vấn đề an ninh lương thực của UAE. Thông thường, tủ mát được dùng để bảo quản thực phẩm và rau củ. Nhưng ở một số cửa hàng tại thủ đô Cairo của Ai Cập, những chiếc tủ mát lại giống như một vườn rau thu nhỏ, bởi chúng được dùng để trồng rau thủy canh, cho phép khách hàng có thể mua rau tươi và có thể mang cây rau về trồng. Tủ mát có tên gọi From Here này là kết quả nghiên cứu của công ty Shadoop, một công ty chuyên cung cấp các giải pháp canh tác thông minh. Các loại rau bên trong tủ mát được trồng trong hệ thống thủy canh, không dùng đất. Nước trồng rau, phân bón và các chất dinh dưỡng cho cây được bơm từ các bồn chứa dưới đáy tủ mát. Nhờ đó, người ta có thể tiết kiệm nước sử dụng cho tưới tiêu và bảo quản các loại rau tốt hơn. Điều đầu tiên tôi muốn nói về nước, ngành nông nghiệp trên toàn thế giới sử dụng khoảng 75% trữ lượng nước ngọt. Vì vậy, với cách làm này, chúng ta tiết kiệm tới 90% lượng nước được sử dụng cho tưới tiêu. Thứ hai là chúng ta có thể tránh lãng phí. Khoảng 50% rau trong siêu thị bị lãng phí vì không ai mua. Nhưng trong hệ thống tủ mát này, rau được trồng cho đến khi có người mua nên không bị hỏng. Cuối cùng, rau được trồng ngay tại nơi tiêu thụ, giúp giảm chi phí vận chuyển và giảm lượng khí thải trong quá trình vận chuyển. Theo công ty Shadoop, hệ thống tủ mát này còn giúp giảm lượng bao bì đóng gói. Khách hàng mua rau tươi được trồng trong tủ mát có thể giữ tươi trong vòng 1 tuần hoặc 10 ngày. Hiện công ty đang có kế hoạch mở rộng dự án sang các siêu thị và các cửa hàng tạp hóa khác. Trong phần cuối của chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ một đầu bếp đã được nhận một sao Michelin, một giải thưởng danh giá trong làng ẩm thực thế giới. Thay vì kinh doanh như các nhà hàng khác, đầu bếp Thierry Marx, người sở hữu nhà hàng trên tầng 1 tháp Eiffel Paris, đã tạo ra những món ăn vô cùng đặc sắc nhằm mục đích quảng bá các sản phẩm nông nghiệp địa phương và mang đến một hình ảnh nhà hàng thân thiện với môi trường. Nhà hàng Madame Brasserie sang trọng nằm trên tầng 1 tháp Eiffel có tầm nhìn ngoạn mục ra thủ đô Paris của nước Pháp. Đầu bếp nhà hàng, ông Thierry Marx luôn sáng tạo ra những món ăn có hương vị tươi ngon nhất từ nông sản địa phương. Đây là một món tỏi Tây, được trồng ở trang trại chỉ cách đây 50 km. Lúc này đang là mùa thu hoạch. Tôi chỉ nấu chín trong nước ép của chính nó. Sau đó tôi bọc lại bằng giấy. Vì một cây tỏi Tây trung bình chứa 80% nước. Và công đoạn cuối là hơ qua ngọn lửa. Tôi bóc lớp tỏi ngoài hơi cứng, bỏ phần lá xanh và để lấy phần lõi bên trong của cây tỏi. Đó là cách chế biến giúp đảm bảo cho tỏi Tây giữ được nhiều dưỡng chất nhất. Món ăn này rất dễ ăn, giá thành lại rẻ và quan trọng là hạn chế tối đa phát thải khí carbon. Nếu như đến nhà hàng này vào 20 năm trước, bầu không khí ở đây rất nóng vào buổi tối vì tất cả các bếp nấu đều được bật lên cùng lúc. Còn lúc này ở đây không khí mát mẻ, nhiệt độ của nhà hàng là 19 độ C. Các đầu bếp chủ yếu dùng nồi đồng chất lượng cao, chỉ làm nóng nồi mà không làm nóng toàn bộ không gian bếp. Tất cả những gì chúng tôi làm đều nhằm mục đích cố gắng hạn chế tối đa phát thải khí carbon. Với cách làm này, tôi không nghĩ là mình đang trải qua một cuộc cách mạng, mà chỉ đơn giản là cố gắng làm cho công việc của mình ít tác động tới môi trường nhất. Hiện nay, ông Thierry Marx đang điều hành một chuỗi các nhà hàng và là người nổi tiếng toàn quốc nhờ tham gia các chương trình nấu ăn trên truyền hình. Ông giành được sao Michelin đầu tiên vào năm 1998. Sao Michelin được ví như giải Oscar của điện ảnh hay Grammy của âm nhạc. Sao Michelin thực chất là biểu tượng để đánh giá chất lượng của một nhà hàng. Hàng năm, các nhà hàng nhận được sao Michelin sẽ được vinh danh trong cuốn Cẩm nang ẩm thực hàng đầu thế giới, The Michelin Guide, ra đời từ năm 1900. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về nhà hàng thân thiện với môi trường tại thủ đô Paris, Pháp đã khép lại chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai.